Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Và mở đầu bản tin tối nay là thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Như vậy là hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn là ngữ văn và toán. Theo thông báo mới nhất thì tại môn thi đầu tiên môn ngữ văn đã xác định được 11 thí sinh vi phạm quy chế. Liên quan đến nghi vấn lọt đề thi môn ngữ văn, sáng nay, Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã xác định được một thí sinh thuộc hội đồng thi của tỉnh Cao Bằng có hành vi sử dụng điện thoại chụp lại ảnh đề thi sau khi phát đề khoảng 15 phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Đến chiều nay, đề thi môn toán tiếp tục có nghi vấn bị lộ lọt khi hình ảnh của một phần đề thi từ câu 41 đến câu 45 của mã đề 113 được gửi ra bên ngoài trong thời gian thí sinh đang làm bài. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ngay lập tức nắm bắt và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an để vào cuộc xác minh. Cùng với đảm bảo an ninh phòng thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày thi đầu tiên cũng đã được lực lượng công an cả nước phối hợp triển khai hiệu quả. Ngoài việc phân công lực lượng bảo vệ an ninh an toàn quá trình vận chuyển đề thi, in sao, bảo quản đề thi, bố trí cán bộ chiến sĩ bảo vệ tại các phòng thi, lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi. Trong suốt quá trình các em làm bài thi, luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ. Bên cạnh nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Từ rất sớm, cán bộ, đoàn viên, hội viên các lực lượng đã có mặt tại các điểm thi, tích cực hỗ trợ thí sinh trước khi vào phòng thi. Tiếp tục là các tin tức an ninh trật tự. Đã có một án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa mới được tha tù. Trịnh Thị Bạch Cúc, chú tại tỉnh Đồng Nai, lại tiếp tục phạm tội. Cúc vừa bị công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào chiều ngày 27 tháng 6, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Trịnh Thị Bạch Cúc đang vận chuyển trái phép khoảng 500 gram ma túy tổng hợp và các tang vật khác. Qua làm việc, Cúc khai nhận số ma túy đá này do Cúc vận chuyển thuê cho người khác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang để nhận 10 triệu đồng, nhưng chưa kịp giao cho khách thì bị bắt giữ. Với vị trí là trưởng phòng kinh doanh của khách sạn Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Bảo đã chiếm đoạt của khách sạn hơn 670 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Bảo về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, với vị trí là trưởng phòng kinh doanh khách sạn Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Bảo đã chiếm đoạt của khách sạn hơn 670 triệu đồng, gồm tiền công nợ của khách hàng do Bảo trực tiếp thu, tiền đặt cọc và tiền cọc trả lại cho khách. Đến ngày 11 tháng 2, Bảo tự ý nghỉ việc, sau đó khách sạn Hậu Giang kiểm tra mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Xông vào nhà dân và có hành vi cố ý gây thương tích, nhóm 18 đối tượng đã bị lực lượng công an xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tạm giữ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ca, người địa phương. Theo lời khai ban đầu, vào ngày 27 tháng 6, giữa bị hại và một số đối tượng trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn, chuẩn bị đánh nhau thì được người dân can ngăn. Sau đó, thông qua mạng xã hội, hai bên tiếp tục hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm đã kéo đến và xông vào nhà gây thương tích cho anh Ca. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế 11 đối tượng, 4 xe ô tô và sau đó mời thêm 7 đối tượng khác trong nhóm về cơ quan công an làm việc. Kiểm tra trên phương tiện ô tô phát hiện 1 dao và 8 khúc gỗ. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.